9 nhóm người tuyệt đối cấm ăn đu đủ, kẻo hỏng thận, nát dạ dày, tổn thọ 20 năm, càng ăn càng chết sớm. 1. Người có cơ địa dị ứng. Những người bị dị ứng đu đủ thường có các triệu chứng sau: sưng miệng, ngứa xung quanh mặt và cổ họng, phát ban trên lưỡi, chóng mặt, nhức đầu, đau bụng, khó thở và khó nuốt. Các chuyên gia khuyến cáo những người bị rối loạn hô hấp như hen suyễn hoặc bất kỳ trường hợp dị ứng nào hãy cẩn thận khi ăn. 2. Người có dấu hiệu vàng da. Theo nguồn tin từ trang báo VnExpress.net mới đây, một cô gái 22 tuổi bị vàng da toàn thân, đặc biệt ở lòng bàn tay và bàn chân. Cô nghĩ mình bị viêm gan nên đã đến bệnh viện khám. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra gan hoàn toàn bình thường. Cho rằng kết quả này chưa thực sự chẩn đoán chính xác, cô đến bệnh viện Da Liễu Trung ương khám lần nữa nhưng vẫn không có điều gì bất thường. Nhận thấy đây là một trường hợp lạ, các bác sĩ đã tiến hành hỏi thêm nhiều thông tin để xác định nguyên nhân. Cô gái cho biết, thường ngày đu đủ ở nhà bán không hết, cô phải thường xuyên ăn đu đủ, khoảng 2 quả mỗi ngày và còn uống rất nhiều nước ép cà rốt. Sau một thời gian, da bắt đầu vàng như nghệ, tăng tiết bã nhờn, tinh thần mệt mỏi. Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Văn Tâm, Phó trưởng khoa điều trị nội trú ban ngày tại Bệnh viện Da Liễu Trung ương ngày 24 tháng 3 cho biết, toàn bộ da cơ thể bệnh nhân đều màu vàng, đặc biệt là lòng bàn tay bàn chân, nhưng củng mạc mắt không vàng, không kèm theo các triệu chứng về gan hay tan máu, v.v. Đu đủ chín là những thực phẩm chứa nhiều beta-carotene. Nhiều người ăn nhiều thực phẩm này dẫn đến tình trạng vàng ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, mu bàn tay, mu bàn chân do ứ đọng nhiều beta-carotene. Nếu xuất hiện hiện tượng này, người bệnh chỉ cần ngừng ăn đu đủ hoặc những hoa quả chứa vitamin A là cải thiện tình trạng vàng da, không cần sử dụng thuốc. 3. Người bị bệnh dạ dày. Ăn quá nhiều đu đủ sẽ làm đảo lộn hệ tiêu hóa của bạn, có thể gây ra rối loạn dạ dày với các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, đầy hơi, chướng bụng, v.v. Thủ phạm chính của các triệu chứng này là sự dồi dào của chất xơ và nhựa đu đủ có trong dạ dày, khiến dạ dày phải co bóp nhiều. Nó thậm chí còn kích thích dạ dày gây ra những trận nôn mửa. 4. Người có hệ tiêu hóa kém. Đu đủ được coi là phương thuốc chữa táo bón tự nhiên hiệu quả, nhưng nếu quá lạm dụng thì kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Vì khi hàm lượng chất xơ cao, lượng nước cũng tăng lên, phân sẽ bị cứng lại gây táo bón. Còn với người bị tiêu chảy cũng không nên ăn nhiều vì hàm lượng chất xơ nhiều. Nếu ăn nhiều trong thời gian này, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mất nước trầm trọng. 5. Cẩn trọng khi cho trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi ăn đu đủ. Đu đủ là thực phẩm chứa nhiều chất xơ, do đó rất dễ dẫn đến tình trạng đi ngoài phân lỏng, tiêu chảy gây mất nước. Trong trường hợp không bổ sung nước kịp thời, có thể dẫn đến táo bón. Với trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi, những tình trạng này có khả năng xảy ra rất cao khi ăn đu đủ. 6. Người đang dự định sinh con. Đu đủ khi sử dụng quá mức có thể gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới khả năng sinh sản. Nó làm giảm số tinh trùng ở nam giới. Do vậy, những người đang dự định sinh con nên tránh ăn quá nhiều đu đủ. 7. Phụ nữ mang thai tuyệt đối không được ăn đu đủ xanh. Đu đủ chín là thực phẩm an toàn và bổ dưỡng đối với phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, đu đủ xanh được xem là thực phẩm cấm kỵ. Chất nhựa tiết ra từ đu đủ xanh sẽ làm tăng khả năng co thắt cổ tử cung, dẫn đến tình trạng sảy thai hoặc sinh non, trẻ sinh bất thường, thậm chí là thai chết lưu. 8. Người sỏi thận. Đu đủ chứa vitamin C, nó đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch của cơ thể. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều đu đủ có thể dẫn tới dư thừa vitamin C, dẫn tới hình thành sỏi thận. Trong khi đu đủ chín được coi là an toàn và bổ dưỡng, thì đu đủ xanh lại có thể làm tăng nguy cơ khiến tử cung bị co thắt do có nhựa. Nếu bà bầu ăn phải nhựa của đu đủ xanh, thai nhi có thể bị ảnh hưởng dẫn đến sảy thai hoặc sinh non, trẻ sinh ra bất thường, thậm chí thai chết lưu. 9. Người gặp vấn đề về đường hô hấp. Đu đủ chứa enzyme papain là chất gây dị ứng mạnh,
và do vậy có thể làm trầm trọng thêm các rối loạn hô hấp. Những người bị những bệnh như sốt mùa cỏ khô, hen được khuyên là nên tránh loại quả này. Một số lưu ý khi ăn đu đủ. 1. Không nên tự ý ăn hạt đu đủ. Khi ăn đu đủ, nhiều người nghĩ hạt của chúng cũng tốt nên tự ý ăn cả hạt đu đủ. Tuy nhiên bạn không nên ăn, bởi vì hạt đu đủ có chứa chất độc gọi là carpin. Nếu ăn một số lượng lớn carpin sẽ làm bạn bị rối loạn mạch đập và làm suy nhược hệ thống thần kinh. 2. Không nên ăn đu đủ chín hàng ngày. Cho dù có yêu thích thực phẩm này đến đâu, bạn cũng tuyệt đối không được ăn loại quả này hàng ngày và duy trì nó trong một thời gian dài. Bởi ăn nhiều đu đủ chín trong thời gian dài sẽ khiến phần da lòng bàn tay bàn chân bị vàng. Hiện tượng này sẽ chỉ chấm dứt sau một thời gian ngừng ăn chúng. 3. Không ăn đu đủ khi đang đi ngoài. Khi bạn đang có vấn đề về tiêu chảy và đi ngoài trầm trọng, bạn tuyệt đối không nên ăn đu đủ, vì đu đủ chín có tính nhuận tràng, hàm lượng chất xơ nhiều. Nếu ăn nhiều trong thời gian này, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mất nước trầm trọng. Do đó, nên kiêng với những trường hợp đang đi ngoài hay đang uống các thuốc nhuận tẩy của Đông Tây Y. 4. Nên hạn chế ăn đu đủ để lạnh. Nhiều người thường thích ăn đu đủ để lạnh bằng cách để chúng vào ngăn mát tủ lạnh và lấy ra ăn cho thêm ngon miệng. Nhưng bạn nên hạn chế ăn đu đủ lạnh vì bản thân đu đủ có tính hàn, không tốt cho sức khỏe. Những lợi ích khi ăn đu đủ đúng cách, đúng khoa học. Đu đủ có thể coi là thần dược bởi nhiều bộ phận của cây đu đủ không những được dùng làm thức ăn mà còn được dùng làm thuốc chữa nhiều bệnh. Trong 100g đu đủ chín có 74-80mg vitamin C và 500-1250 đơn vị caroten. Đu đủ còn có các vitamin B1, B2, các axit gây men và khoáng chất như kali, canxi, magie, sắt và kẽm. Theo Đông Y, ăn đu đủ vào mùa nào cũng tốt cho sức khỏe. Mùa xuân hè, ăn đu đủ có tác dụng thanh tâm nhuận phế, giải nhiệt, giải độc. Mùa thu đông, ăn đu đủ có tác dụng nhuận táo, ôn bổ, tỳ vị, dưỡng can, nhuận phế, chỉ khái, hóa đàm, vân vân. Theo nghiên cứu, đu đủ chín chứa khoảng 70% nước, 13% đường, không có tinh bột, có nhiều carotenoid, axit hữu cơ, vitamin A, B, C, protein, 0,9% chất béo, canxi, phốt pho, magie, sắt, thiamin, riboflavin, vân vân. Đặc biệt, trong đu đủ có nhiều vitamin C và caroten nên đu đủ có tác dụng chống oxy hóa, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Do chứa nhiều các thành phần trên nên đu đủ rất hữu ích trong việc phòng chống các bệnh tim mạch và ung thư, tăng sức đề kháng cho cơ thể và là một trong những vũ khí đắc lực chống lại căn bệnh viêm túi mật xuất hiện nhiều ở phụ nữ. Công dụng của đu đủ được thể hiện trong rất nhiều mặt khác nhau bao gồm 1. Ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng. Liệu nó có tốt cho mắt không là vấn đề mà rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là người lớn tuổi và những người gặp vấn đề về thị lực. Zeaxanthin, một loại chất chống oxy hóa trong đu đủ chín, có khả năng loại bỏ các tia sáng xanh gây hại. Vì thế, các nhà dinh dưỡng học tin rằng zeaxanthin đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe thị giác, đồng thời giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng. 2. Ngăn ngừa bệnh hen suyễn. Những người có chế độ dinh dưỡng đầy đủ thường có nguy cơ mắc bệnh hen suyễn thấp hơn so với người có chế độ ăn uống thiếu chất. Một trong những dưỡng chất thiết yếu này chính là beta-carotene, thường có trong đu đủ, quả mơ, bông cải, dưa đỏ, bí đỏ và cà rốt. 3. Là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa cho cơ thể. Các chất chống oxy hóa đóng vai trò ngăn ngừa hoặc làm chậm sự tổn thương tế bào do gốc tự do gây ra. Trong danh sách các chất chống oxy hóa quen thuộc, vitamin A, C, E và beta-carotene đều là những dưỡng chất không thể vắng mặt. Trong khi đó, đu đủ lại là nguồn chứa tất cả những chất chống oxy hóa này với hàm lượng cao. 4. Tốt cho việc giảm cân. So với các loại trái cây chứa hàm lượng đường cao như chuối, anh đào và nho,
Đu đủ chính là sự lựa chọn tuyệt vời đối với những người đang theo chế độ ăn kiêng carbon hydrate hoặc đường. Một trái đu đủ chỉ chứa khoảng 11 gram đường. Với những trẻ mắc bệnh béo phì hoặc tiểu đường ở tuổi vị thành niên, tác dụng của đu đủ ở điểm này rất quan trọng. Bên cạnh đó, đu đủ cũng chứa rất ít calorie. Cụ thể, trong một chén đu đủ chỉ chứa khoảng 60 calorie. Vì thế, đây sẽ là một khẩu phần ăn nhẹ tuyệt vời giúp bạn cảm thấy no bụng hơn sau bữa ăn chính. Bạn có thể ăn đu đủ như một món tráng miệng hoặc là món sinh tố xay cùng chuối để tăng cường dinh dưỡng cho thức uống này. 5. Cải thiện tình trạng bệnh tiểu đường. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người mắc bệnh tiểu đường type 1 và type 2 nếu có chế độ ăn giàu chất xơ sẽ có khả năng cải thiện bệnh tình tốt hơn. Có thể thấy, đu đủ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những người mắc bệnh lý này vì một trái đu đủ nhỏ cung cấp đến 3 gram chất xơ, tương đương với 17 gram carbon hydrate. 6. Hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đu đủ có chứa một loại enzyme có tên là papain, có khả năng hỗ trợ hệ tiêu hóa. Trên thực tế, papain có thể được sử dụng như một chất làm mềm thịt. Ngoài ra, loại trái cây này cũng chứa hàm lượng chất xơ và nước cao, giúp ngăn ngừa chứng táo bón, thúc đẩy quá trình bài tiết diễn ra đều đặn và duy trì sức khỏe đường ruột. 7. Phòng tránh ung thư. Phòng tránh ung thư là một trong những lợi ích tiêu biểu khi bạn muốn biết ăn đu đủ có tác dụng gì. Hợp chất beta-carotene có trong đu đủ đã được chứng minh về khả năng làm giảm nguy cơ gây bệnh ung thư. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Cancer Epidemiology and Prevention Biomarkers, ở những người đàn ông trẻ tuổi, chế độ ăn giàu dưỡng chất beta-carotene có thể giúp bảo vệ cơ thể chống lại nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt. 8. Tăng cường sức khỏe xương khớp. Bạn sẽ có nguy cơ gãy xương cao nếu trong chế độ dinh dưỡng thiếu hụt vitamin K. Vitamin K có khả năng cải thiện quá trình hấp thụ canxi, đồng thời làm giảm hàm lượng canxi bị đào thải thông qua tiểu tiện. Điều này có nghĩa là cơ thể sẽ giữ lại được nhiều canxi hơn để củng cố và tái xây dựng cấu trúc xương. Do đó, tác dụng của quả đu đủ sẽ giúp cung cấp lượng vitamin K dồi dào để duy trì sức khỏe xương khớp. 9. Hỗ trợ chữa lành vết thương ngoài da. Khi dùng để thoa ngoài da, hỗn hợp đu đủ nghiền có thể giúp tăng cường quá trình hồi phục vết thương hiệu quả, đồng thời ngăn ngừa nhiễm trùng da do bỏng rát. Các nhà nghiên cứu tin rằng các enzyme proteolytic, chymopapain và papain chứa trong đu đủ chính là những dưỡng chất mang lại hiệu quả này. Các loại thuốc pomade thoa ngoài da chứa enzyme papain cũng có thể được sử dụng để điều trị chứng loét do tư thế nằm, tình trạng loét do nằm liệt giường. 10. Ngăn ngừa các bệnh tim mạch. Hàm lượng chất xơ, kali và vitamin chứa trong đu đủ có thể giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Việc tăng cường hấp thu kali và giảm bớt lượng muối tiêu thụ hàng ngày sẽ đem lại cho bạn chế độ dinh dưỡng lành mạnh hơn. Nhờ đó, bạn có thể giảm thiểu được các nguy cơ mắc bệnh tim mạch. 11. Cải thiện tình trạng viêm. Choline, một dưỡng chất cực kỳ quan trọng và đa năng trong đu đủ, có thể giúp bạn cải thiện khả năng học tập và ghi nhớ. Bên cạnh đó, dưỡng chất này còn góp phần duy trì cấu trúc của các màng tế bào cũng như đóng vai trò hỗ trợ truyền tải các xung thần kinh, tăng cường hấp thu chất béo và làm giảm các triệu chứng của chứng viêm mãn tính.